Chuyển sang một số thông tin khác, thưa quý vị, theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính đề xuất, các sản phẩm nước ngọt có ga không cồn bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt 10%. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam một sản phẩm nước giải khát phổ thông bị đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều này đã gây ra nhiều sự chú ý từ dư luận trong thời gian vừa qua. Theo lý giải của cơ quan soạn dự luật, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có ga không cồn là vì loại nước giải khát này có thể ẩn chứa những tác nhân có hại cho sức khỏe người tiêu dùng như tiểu đường, béo phì. Cho đến nay chưa có nghiên cứu hay báo cáo khoa học nào khẳng định rằng nước giải khát có ga không cồn có thể gây ra những loại bệnh nói trên. Do đó điều này chưa đủ sức thuyết phục người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nếu nói rằng là ga là cái nhân tố gây ra béo phì hay là tiểu đường hay là các bệnh khác thì cũng không có một cái luận cứ khoa học nào hay là những luận cứ mang tính pháp lý nào để quy kết rằng là ga CO2 là một trong những cái nhân tố để gây ra bệnh tật. Là một sinh viên nên thường là em có những cái buổi mà sinh hoạt với bạn bè ở các như là KFC, Lotteria và chắc chắn là phải uống nước ngọt rồi. Nên cái việc mà nhà nước đánh cái thuế tiêu thụ đặc biệt đó thì chắc chắn là em sẽ hạn chế bớt sử dụng. Hiện tại thì em vẫn chưa có cập nhật được cái thông tin mà nước ngọt có ga được đánh thuế cao đến như vậy và cũng không có một cái thống kê nào cụ thể mà nói ảnh hưởng đến cái vấn đề mà nước ngọt có ga ảnh hưởng đến sức khỏe, nên là cái việc đánh thuế như vậy thì em không có đồng tình cho lắm. Trên thực tế, vì mục tiêu đảm bảo ngân sách, nhiều quốc gia đang đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước giải khát, nhưng họ không phân biệt nước có ga và nước không có ga. Chẳng hạn ở Thái Lan, Campuchia, nhà nước đánh thuế 10% lên tất cả các loại đồ uống. Tại Việt Nam, nếu nước ngọt có ga bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, thì thiệt hại dễ nhìn thấy thì người tiêu dùng phải móc túi trả thêm khi mua các sản phẩm này. Cái việc mà cho rằng là thực sự là cái đồ uống có ga này có hại sức khỏe hay không, thì cái đó cũng là phụ thuộc rất nhiều vào cái tình hình của từng quốc gia và từng quan niệm của từng chính phủ của từng nước. Thế còn chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng cái việc mà ảnh hưởng đến số thu thuế của nhà nước Việt Nam, của chính phủ Việt Nam là ngay từ đầu thì cái việc thu thuế này sẽ gọi là đem lại một nguồn thu cho chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên rằng là cái thú vị ở đây là chúng ta sẽ cần phải xem là cái ảnh hưởng lâu dài lên thực tế. Bởi vì khi cái loại thuế này được áp dụng thì người tiêu dùng sẽ là vẫn là đối tượng sau cùng phải trả. Khi chúng ta đánh một cái thuế tiêu thụ đặc biệt vào cái sản phẩm nước ngọt có ga, điều đó có nghĩa là trước tiên là cái người tiêu dùng trước tiên phải gánh thêm một cái phần chi phí do giá thành tăng lên. Nghĩa là cái gánh nặng trong cái ngân sách gia đình là phải tăng thêm nữa. Trong lúc nền kinh tế của Việt Nam đang chưa thoát khỏi cái giai đoạn khó khăn, sức mua nó đã giảm xuống, nó đã giảm đi rất là nhiều. Thì điều đó nếu mà tăng thêm 10% thuế, điều đó có nghĩa là sức mua lại giảm thêm nữa. Về phía cơ quan nhà nước, ban soạn thảo dự luật cho biết, việc áp thuế đối với các sản phẩm nước ngọt có ga không cồn sẽ làm tăng thu ngân sách. Cụ thể, đến năm 2016, số thu ngân sách sẽ tăng thêm 1.500 tỷ đồng và vào năm 2018 sẽ là 1.900 tỷ đồng. Rõ ràng đó là những lợi ích kinh tế không hề nhỏ. Tuy nhiên đến nay, điều cần bàn là phải làm rõ khái niệm, phạm vi đối tượng áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này sao cho vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa đủ sức thuyết phục thị trường.